ẩm ấy là khác với những người mà đi hát rong để xin ăn xin. Thế những người hát rong ăn xin thì người ta chỉ hát cái nội dung là xin thôi, là kể khổ để xin. Thế còn sẩm ấy, thì nó chứa đựng rất nhiều nội dung, mà ví dụ như nội dung về nhân tình thế thái là nhiều lắm. Các bài của Nguyễn Công Trứ, của Nguyễn Khắc Hiếu, của Cao Bá Quát, rồi thì của Trần Tuấn Khải, vân vân, là những cái bài nói về nhân tình thế thái, thậm chí nói về tình yêu nước, rất là, đây là những bài mà sẩm người ta hay hát. Thứ hai nữa, những bài người ta ca ngợi về cái đức thánh tản, đức đền hùng, mà thế rồi thì là dựng nên những cái cốt truyện như là truyện Chương Chi, thì sẩm dựng và sẩm trợ hát như nhau, nhưng mà khi mà đã dựng truyện dựng trò thành truyện thì gọi là sẩm dựng. Thế còn mà khi đã hát trai gái trêu nhau thì gọi là sẩm trợ, nhưng mà hai cái điệu đó thì giống nhau. Thế bây giờ tôi hát thử một cái câu mà sẩm dựng, là nói về ý về nhân tình thế thái. Trên đời bấy lâu nay sống ở trên đời biết chăng chẳng biết có người có ta nói chứ băn khoăn vì nước non nhà vì đuôi con mắt vì là con người bấy chứ lâu nay chịu thế gian cười. Cười bấy chứ lâu nay chịu thế gian cười mày dâu nhẵn nhục kém chi người tài hoa không biết bao giờ mở mắt trông già. Thế bây giờ tôi xin nói về cái sẩm chợ thì cũng cái giai điệu ấy, nhưng mà gọi là sẩm chợ là vì cái sẩm chợ này thì hát ở chợ, cổng chợ, mà thường thường là nổi bật lên là cái nội dung là trai gái trêu nhau. Thì cũng có khi là cái tốp trai này với cái tốp trai gái bên kia là trêu chọc nhau thì nhờ ông sẩm ông hát hộ, nhưng mà cũng có khi con gái này đến chọc ông sẩm mà lại muốn vừa hát cái câu này ca ngợi mình và bắt ông sẩm phải hát cái câu cũng là muốn ca ngợi bản thân các cô, thì ông sẩm ông cũng là ông lại có cái cách ông lại chọi lại. Thế bây giờ ví dụ như hát câu sa mạc là người ta lại chơi về màu, người ta xỏ xiên là cái ông sẩm đã mù thì lại cứ bắt ông ấy trả lời về màu thì ông ấy cũng trả lời được. Ví dụ các cô gái này, nước trong xanh lơ lửng cái con cá vàng chứ cành cây ngô cành bích cái con chim phượng ở hoàng nó đậu cành cao. Ông sẩm ông ấy chơi lại ngay thế này, ông cũng chơi bằng màu. Thương em phận gái má đào bởi tham đồng bạc trắng cho nên em phải vào với chú tư đèn. Dạ quân tâu lệnh bà hoàng hậu luôn luôn đem móc mắt tôi, cho nên tôi phải làm sẵn một bài hè mù để phòng khi cô bị móc mắt rồi. Để tôi hát cảm ơn bà ấy à. Lạy ơn đi đức cao sông